Quý khán giả đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cùng với đài truyền IBC TV cập nhật những tin tức trong bản tin Á Châu và Việt Nam. Lũ lụt tàn phá miền Bắc Afghanistan, hơn 50 người thiệt mạng. Đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương ở Afghanistan do lũ lụt sau mưa lớn ở tỉnh Badlan nằm ở phía Bắc trong diễn biến ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 5. Đó là lời của phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết và cũng đồng thời nói thêm rằng số người chết có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Theo phát ngôn viên của bộ này, ông Andrew Martin Kwani cho biết, lũ lụt xảy ra tại hơn 5 quận ở Badlan và hơn 150 người đang bị mắc kẹt và cần được giúp đỡ khẩn cấp. Ông nói rằng dự đoán sẽ có hai cơn bão lớn vào tối ngày thứ Sáu. Bộ Nội vụ đã cử các đội và trực thăng tới khu vực, nhưng do thiếu đèn nhìn vào ban đêm trên trực thăng nên hoạt động có thể không thành công. Ông Tập Cận Bình đã tham dự sự kiện chia tay vì Thủ tướng Hungary Orbán tổ chức. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Viện đã tham dự sự kiện chia tay do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và phu nhân Aniko Levi tổ chức tại Budapest vào thứ Sáu. Hai nhà lãnh đạo và phu nhân đã cùng nhau ngắm nhìn thủ đô Hungary và ngắm nhìn toàn cảnh đẹp hai bên con bờ sông Danube. Ông Orbán thông báo ngắn gọn cho ông Tập về lịch sử phát triển, chuyển đổi và kế hoạch tương lai của thành phố này, lưu ý các doanh nghiệp Trung Quốc đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và xây dựng đô thị tại Hungary, và nhiều dự án do Trung Quốc xây dựng đã trở thành những dự án hàng đầu trong hợp tác song phương và biểu tượng của tình bang giao. Thủ tướng Hungary cho biết Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghệ và Hungary muốn hợp tác nhiều hơn với Trung Quốc, nhập cảng nhiều công nghệ tiên tiến hơn từ nước này, mang lại lợi ích cho sự phát triển quốc gia và sinh kế của người dân Hungary. Bản tin từ Ấn Độ, phe đối lập ở Ấn Độ vui mừng khi nhà phê bình Modi Kejriwal được tại ngoại để vận động tranh cử. Tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ đã cho thủ thiến Delhi Arvind Kejriwal được tại ngoại tạm thời trong một vụ án tham nhũng vào ngày 10 tháng 5 và cho phép ông vận động tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra, thúc đẩy liên minh đối lập mà ông là một nhân vật nổi bật. Tôi kêu gọi mọi người hãy cùng nhau cứu đất nước khỏi chế độ độc tài, đó là lời của ông Kejriwal, mặc một chiếc áo phông không cổ tối màu, đã nói với người ủng hộ qua mua xe hơi ngay sau khi được thả ra khỏi nhà tù Tihar ở New Delhi. Hàng nghìn người ủng hộ AAP đã tụ tập vẫy cờ vàng và xanh của đảng, đốt pháo, hô khẩu hiệu và phân phát kẹo. Chủ tịch của đảng Bharatiya Janata bang Delhi, Vandana Sarjana đã cho biết, tòa án đã chỉ cho ông Arvind Kejriwal tại ngoại tạm thời. Ông ấy vẫn chưa được chứng minh là vô tội. Theo đó, tòa án tối cao cho biết, ông Kejriwal, người chỉ trích gay gắt Thủ tướng Modi, sẽ được tại ngoại cho đến ngày 1 tháng 6, là ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu 7 giai đoạn trên toàn Ấn Độ, và sẽ phải trở lại nơi giam giữ trước khi xét xử vào ngày 2 tháng 6. Theo đó, Ấn Độ bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 19 tháng 4 và cuộc bầu cử hơn một nửa trong số 543 ghế tại Quốc hội hiện đã hoàn tất sau giai đoạn thứ 3 của cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 5. Kế đến là bản tin Việt Nam, các ngân hàng đối mặt với chi phí tăng sau khi lượng tiền gửi giảm mạnh. Nhiều ngân hàng Việt Nam đối mặt với chi phí cao khi họ tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm để thu hút khách hàng và cố gắng đảo ngược tình trạng tiền gửi đang sụt giảm trên toàn quốc lần đầu tiên trong hơn 2 năm. Reuters dẫn lời giới phân tích đã cho biết, bất cứ những hành động nào nhằm dịch chuyển những chi phí cao hơn dưới dạng khoản vay với lãi suất cao đối với khách hàng đều có thể đặt ra thách thức đối với nỗ lực của chính phủ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đưa tăng trưởng kinh tế trở lại đúng hướng. Những ngân hàng tăng lãi suất đã huy động trung bình lên 0,3 điểm phần trăm trong tuần đầu tiên của tháng 5. Các công ty chứng khoán Mirae Asset đã nói gần đây hơn 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng tính tới cuối tháng 4 giảm 2,4% so với cuối năm ngoái, xuống 6.670 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 262 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức giảm hàng tháng đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Cũng theo số liệu của Ngân hàng Việt Nam, tiền gửi của người dân giảm 0,5% ở mức 6.500 triệu tỷ đồng. Tình hình cập nhật ở tại Việt Nam khi giá vé máy bay đắt đỏ buộc cho người dân phải chuyển hướng du lịch. Giá vé máy bay nội địa tại Việt Nam tăng cao trong một khoảng thời gian vừa qua, tác động rõ rệt đối với ngành du lịch, khiến cho nhiều người giờ đây lựa chọn những điểm đến trong phạm vi lái xe để tránh tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền vé máy bay cho cả gia đình đi nghỉ dưỡng. Chị Nguyễn Thanh Thư, chủ của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội cho biết, Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày vừa qua, gia đình của chị lựa chọn giải pháp ở nhà nghỉ ngơi, dù rằng Hà Nội lúc đó đang trải qua đợt nắng nóng lên tới 40 độ C, thay vì có những chuyến đi tới những vùng du lịch biển như là Nha Trang hay Phú Quốc. Chị giải thích nếu như những điểm du lịch trong phạm vi lái xe như Quảng Ninh, Thanh Hóa hay Nghệ An thì biển không đẹp, chất lượng dịch vụ không thỏa mãn nhu cầu. Còn nếu như đi quá xa thì tiền vé máy bay cho cả gia đình 4 người là không thể chấp nhận được. Đi thì quá đắt, tự dưng nó đắt tới gấp rưỡi, gấp đôi thì ai mà người ta chịu được. Nếu phải hạn chế nên phải hạn chế đi lại, chứ đi có mấy ngày mà 4 người trong nhà về có khi chết vỡ trận luôn. Đó là lời chia sẻ của chị Thư và cho biết nếu bay vào Phú Quốc thì tiền vé máy bay khứ hồi cho cả gia đình lên đến khoảng 30 triệu đồng chưa kể tiền ăn và ở. Dễ tính hơn trong việc lựa chọn điểm đến, anh Nguyễn Hồng Quang, một cư dân sinh sống tại quận Hai Bà Trưng cho biết, năm nay gia đình của anh cũng đã không vào Đà Nẵng nghỉ như là mọi năm vì chi phí quá đắt đỏ. Ngay từ khoảng đầu tháng 3, anh đã tìm hiểu và lựa chọn điểm đến hợp lý cho gia đình để vừa tiết kiệm chi phí đi lại, trẻ con vẫn có thể tắm biển mà lại không bị quá đông đúc và không bị chặt chém. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán thính giả phần tử vi giải trí cuối tuần. Xin mời quý vị đón xem.